Chủ tịch WBC chỉ định đối thủ cho Canelo Alvarez. Theo đó, Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman khẳng định David Benavidez sẽ là đối thủ của Canelo Alvarez sau trận đấu giữa võ sĩ người Mexico và Jermell Charlo diễn ra ngày 30 tháng 9. Chia sẻ với Gambling.com, Mauricio Sulaiman cho biết rằng David Benavidez sẽ là đối thủ của Canelo Alvarez. Cậu ấy đang là nhà vô địch tạm thời. WBC xác nhận David Benavidez sẽ giữ tư cách nhà vô địch tạm thời tới hết tháng 3 năm 2024. Do đó, Benavidez và Canelo sẽ phải đối đầu với nhau. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra khi Canelo Alvarez thắng Jermell Charlo ở trận đấu tới, bởi anh đã cược đai vô địch hạng Super Middleweight cho cuộc so tài này. Canelo Alvarez hiện đang có thành tích thắng 59 trên 63 trận đấu boxing của mình. Hồi tháng 5 vừa qua, anh thắng John Ryder để bảo vệ 4 đai hạng Super Middleweight. Đối thủ của anh ở trận đấu sắp tới, Jermell Charlo, đang giữ 4 đai hạng Light Middleweight và có 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Còn David Benavidez hiện giữ đai WBC hạng cân Super Middleweight sau 2 chiến thắng trước David Lemieux và Caleb Plant.